Phước Vina xin chào. Hôm nay cùng em Viên vào bếp làm món bánh tráng nướng ăn vặt siêu ngon nha cả nhà. Nguyên liệu rất là dễ tìm, nhà có gì mình sử dụng đó. Hôm nay mình sử dụng bánh tráng mè đen phan rang nha các bạn. Loại này thì ăn rất là ngon. Ngoài việc nhúng cuốn thì các bạn có thể làm món bánh tráng nướng. Đầu tiên các bạn sử dụng một lá bánh tráng, sau đó cho bơ lên, thịt bằm, thịt này thì mình đã đem nấu lên chín rồi nha các bạn, xào sơ chín rồi. Cho trứng nè, bắp, bắp thì mình cũng đã luộc qua rồi nha các bạn. Rồi mình trộn đều lên, bắt đầu cho lên nướng. Hôm nay em Viên sẽ cùng các bạn hàng xóm làm thử thách bánh tráng nướng các kiểu. Kiểu đầu tiên, kiểu thứ nhất các bạn đang xem là đơn giản, dễ làm nhất, đó là gấp lại nha các bạn. Này các bạn thấy là thơm rồi, mình cho tương cà lên. Nếu bạn thích tương ớt thì có thể cho thêm tương ớt nha. Đó, cách đầu tiên các bạn. Mời đẹp, mời đẹp. Mình được ngon. Tiếp theo đến cách thứ hai là các bạn sẽ nướng lên và gấp hình tam giác nha các bạn. Các bạn nhìn cái miếng bánh tráng nè, giòn và cái nhân rất là hấp dẫn nha. Bánh tráng nướng là một món mà ăn vặt từ người lớn đến con nít đều yêu thích các bạn. Dễ làm. Nói chung là cái này thì các bạn có topping gì thì cho topping đó. Rồi cách thứ ba là mình sẽ cuộn tròn nha các bạn. Cuộn tròn lại và nướng chín đều. Còn cách nào nữa thì bạn hãy chỉ giúp em Viên nha. Sau khi nướng xong và đây là thành phẩm của mình nha các bạn ơi. Vàng tan thơm lừng, cái màu sắc rất là hấp dẫn. Mời bạn ăn cùng mình nha. Ăn một miếng là thấy đậm vị và giòn, rất là đã. Mời bạn.